Rồi mình xin chào tất cả các anh em nha Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lộ Mobile nha Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến mấy anh em một con game Tam Quốc Chiến nha anh em Thì một con game đa nền tảng nha anh em Anh em Android iOS được chơi được nha anh em Đấy, một con game Tam Quốc Chiến đã được chìa quá hoàn toàn nha anh em thì con này sẽ chính thức open server mới cho mấy anh em chơi nha rồi thì con tam quốc chiến sẽ chính thức open server 7 Trương cáp vào lúc 10 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2023 nha anh em để chính thức open server 7 nha thì anh em có thể chơi con này tại cái đường link là tam quốc chiến mobi nha thì một con game đa nền tảng nha anh em đấy anh em android ios được chơi được hết nha thì con này sẽ free cho mấy anh em là cái bộ cua đi cân thủ nha anh em thì nó gồm bốn cái cô ở đây nha thì anh em sẽ nhập nó uh, trong cái uh, avatar của game nha anh em đây, anh em sẽ cốp cô uh, đi ở đây nha anh em thế anh em sẽ nhập nó trong cái phần avatar nha anh em chọn avatar xong anh em chọn cái phần uh, gift cô ha thì anh em sẽ nhập vào đây nha anh em Đấy. rất là nhiều phần quà cho mấy anh em nha thì cô uh, đi Kim nguyên Bảo cô FB cô VIP và cô đi tiền tệ đấy bốn cái của đi là rất là ngon luôn Thế thì anh em sẽ lên được cái level là 86 ha và 150 dạng kim yên bảo nha anh em và anh em nhận được à uh, cái phần việt nam đồng nữa nha anh em vì cái cô đi uh, việt nam đồng là mình đã nhập rồi cho nên mình không có nhập lại nha anh em thì cái việt nam đồng đó là mấy anh em sẽ mua những cái gói trong này nè ví dụ như gói uh, nạp này 10k nè đó thì mấy anh em sẽ mua đấy, đấy không? thì anh em sẽ nhận được kim bảo thì nó uh, nó đến là mười mấy dạng hay gì nãy mình nhập mình quên thì anh em tân thủ sẽ được tặng cái bộ code đi này nha anh em gồm bốn cái cô đi nha anh em thì ngoài những phần quà tân thủ cô đi tân thủ thì mấy anh em sẽ làm thêm cái nhiệm vụ là lái xe nha anh em thì anh em làm đầy đủ tất cả các bước anh em gửi về bay thì anh em sẽ nhận được 200 ca su nha đấy hai 200 ca su in game nha anh em và mảnh thần ba à, năm sao nhân 50 và tiếng giải thạch nhân 5 ngàn đấy đây là cái cô đi uh, lái xe nha anh em thì cái con này với một cái tỷ lệ nạp là 100 k là bằng 600 k ca su nha anh em cho momo và banh ha thì anh em có thể vào group zalo để được hỗ trợ nha anh em rồi đây là phần vô lý tài khoản của mấy anh em nha thì mấy anh em có thể dùng những hình thức cơ bản nạp thẻ chơi game nha anh em cũng như là với momo và ngân hàng ha thẻ cào nữa ha thì anh em sẽ nạp thẻ chơi game thì sau khi mấy anh em nạp thẻ thì phiếu mã đây có phiếu mã này anh em đấy cũng như nãy mình nói ha một trăm k một trăm k là bằng sáu trăm cây xu nha anh em đấy sau khi mấy anh em nạp thì mấy anh em sẽ được cái điểm điểm xu ở đây nha anh em ở đây mình có hai triệu xu nha thì mấy anh em có thể uh, vào cái cửa hàng anh em mua uh, những cái vật phẩm trong này nha anh em thì ở đây là anh em thấy 10 dạng không Đây là cái cái cái, cái, cái tiền cái tiền Việt Nam đồng anh em có thể mua những cái gói quà trực tiếp ở trong game nha anh em đấy thì mình sẽ mua một cái gói này nha đấy một cái gói này là 100k một à, 100k nha anh em thì anh em sẽ chọn máy chủ nha ở đây mình đang uh, làm cái demo 66 nha anh em anh em nhớ 7 nha anh em để chính thức ở phần dự ngày 16 tháng 9 năm 2003 nha anh em đây mua thành công nha anh em đấy đây là cái uh, tiền xanh Việt Nam đồng ha. Thì trong cửa hàng này còn rất nhiều vật phẩm cho mấy anh em chọn nhiều lựa luôn nha anh em. Anh em có thể tham khảo thêm uh, trong phần quản lý tài khoản của mấy anh em nha. Thì mình thấy ở đây nó có tướng nè. Đấy, rất là nhiều tướng luôn. Anh em thích con nào thì mua con đó nha anh em. Đấy thì dùng mua con này đi. Con này là 150 150 k xu à, âm dương skin âm dương ha mình mua luôn nha anh em Đấy. Rồi thì ở đây nó có thêm cái phần uh, tích nạp nha anh em. Đây. Anh em có thể uh, đạt được uh, những cái cục mốc. Ở đây thì anh em sẽ nhận được những phần quà tương ứng nha. Rất là nhiều cục mốc và rất là nhiều quà cho mấy anh em nhận luôn nha anh em. Đấy, đây là phần uh, sự kiện tích nạp nha. Thì anh em có thể tham khảo thêm trong phần quản lý tài khoản của mấy anh em nha. Đấy, rất là ngon luôn. Mấy anh em nhớ nha, bản sẽ bản sẽ, sẽ, sẽ chính thức open vào lúc 10 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2003 nha anh em Đấy, anh em giữ thiệu chơi nha anh em thì uh, sau khi anh em nhận những uh, hết những cái phần uh, thưởng uh, Tân thủ uh, uh, các kiểu luôn thì anh em có thể uh, lấy tướng uh, ship đội hình để chiến đấu thì ở đây là những cái uh, uh, sự kiện in game thì nó có rất nhiều luôn rất là phong phú luôn nha anh em thì anh em có thể uh, chơi những cái sự kiện này ở đây nha anh em thì uh, thường thường thì nó có uh, nạp và hoàn bảy ngày phúc lợi nạp ngày nữa ha thì anh em có thể tham khảo mà chơi nha anh em thì ở đây á là gói này nè chỉ có một đồng thôi để nhận luôn đây có hai đồng thôi thì khi mấy anh em nạp thì mấy anh em mua được những mấy gói này nha anh em đấy rất là nhiều rất là nhiều phúc lợi cho mấy anh em luôn anh em có thể tham khảo thêm nha đây là, đây là phần nạp nha anh em Thì cái tiền xanh đó, hồi khi nãy mình mua đó, Mình có thể mua kiên bảo tại đây luôn nha anh em Đấy. Mua thêm 20k đi Đấy Thì mấy anh em nạp thì mấy anh em sẽ nhận được những cái phần thưởng của sự kiện luôn nha anh em Còn đây là gốc tướng nha anh em Đấy có những sự kiện game chúng mình, mình chơi Thì mấy anh em gốc uh, ra tướng thì mấy anh em uh, ship hình mấy anh em chiến thôi Đấy rất là đơn giản nha anh em rồi đây là phần quản lý tướng của mấy anh em nè đấy anh em mà rút làm sao mà ra được mấy con tướng xịn sò thì chơi nó rất ok nha đây là cái, cái 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 tiền dạng việt nam đồng nha anh em đây anh em có thể lấy tướng ở đây ra nha anh em rất là nhiều tướng luôn à lữ bố đấy từ một con tướng lữ 4 nha anh em hợp thành Rồi một lần nữa mình nhắc mấy anh em nhớ nha sẽ vừa 17 nha anh em sẽ vừa 17 sẽ chính thức open vào lúc 10 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2003 nha anh em Anh em nhớ vào chơi cho nóng luôn nha anh em Rồi phần giới thiệu con game mới mua mới của mình nó để xin tạm dừng nha anh em Chúc anh em chơi game vui vẻ nha Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nha Rồi mình xin chào tạm biệt nha Thì tất cả các link cũng như tôi đi mà để trong phần mô tả nha anh em Anh em vào mà lấy giúp mình nha anh em nhớ cho mình một like một xe và một lượt đăng ký kênh nha anh em rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha